Xin mời đại biểu Trần Thị Nhị Hà chất vấn. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi tới Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn một câu hỏi. Năm 2024, ngành thủy sản tiếp tục đối mặt với rất nhiều thách thức, từ thị trường, giá bán đến các thách thức do những rào cản thương mại. Đặc biệt trong bối cảnh đã gần 7 năm Việt Nam bị cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC về khai thác hoạt động đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý. Tại nghị quyết số 853 ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm có giải pháp vận động Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng về thủy sản đối với Việt Nam. Xin Bộ trưởng cho biết, đến thời điểm này, Bộ đang gặp những khó khăn vướng mắc nào trong quá trình thực hiện vận động Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng về thủy sản đối với Việt Nam? Bộ trưởng có cam kết cụ thể nào để giải quyết vấn đề này? Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin cảm ơn đại biểu, và đợt này thì có liên quan đến cả ba bộ trưởng. Và xin mời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trả lời một câu hỏi. Và hiện nay có đại biểu Nguyễn Quang Huân tại điểm cầu Đoàn Diên Hồng là đăng ký tranh luận. Chúng tôi sẽ mời tranh luận sau Bộ trưởng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa đại biểu Trần Thị Nhị Hà, một người yêu biển, yêu đại dương, yêu ngư dân. Một câu hỏi về liên quan tới thẻ vàng IUU. Trước tiên thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi cũng đã phát biểu với Quốc hội, IUU không phải là một cái biện pháp mà EU áp đặt chúng ta, mà IUU là ba hành vi đã được ghi trong luật thủy sản năm 2017 về khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không đúng quy định. Do chúng ta thực thi cái nội lực của mình nó cũng chưa tốt, nó nhờn luật, thành ra nó dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta bị áp đặt thẻ vàng 7 năm qua. Và chiến lược phát triển nông nghiệp, chiến lược phát triển thủy sản bền vững được Thủ tướng Chính phủ dựa trên 3 trụ cột: giảm khai thác, tăng nuôi trồng và bảo tồn biển. Ba cái này nó liền mạch với nhau để nó giải quyết một vấn đề, là làm sao để đảm bảo cái trữ lượng thủy sản để dành cho thế hệ mai sau. Chúng ta cũng trong suốt 7 năm qua chúng ta có những thành quả rất là nhất định. Chúng ta cũng đã giảm từ một cái đội tàu hơn 100.000 chiếc xuống còn 86.000 chiếc. Như vậy thì giảm khoảng 20.000 chiếc tàu trong vòng 7 năm. Đây vấn đề không đơn giản đối với những bà con ngư dân, những người mà vất vả mưu sinh trên biển. Tuy nhiên, 86.000 chiếc tàu so với vùng biển chúng ta, và chúng tôi đối chiếu lại với các quốc gia lân cận như là Thái Lan, như là Campuchia, Indo, trên như vậy thì bình quân một chiếc tàu, số lượng tàu chúng ta còn quá nhiều so với cái vùng biển chúng ta. Do đó có rất là nhiều trường hợp khi mà cái của cải nó ít thì mà người muốn mưu cầu nó nhiều thì nó sẽ sinh ra những vấn đề nội tại mà chúng ta đã phải giải quyết, không chỉ vấn đề IUU mà vấn đề về phát triển bền vững của thủy sản của chúng ta. Chúng ta cũng đã tổ chức lại một hệ thống kiểm ngư, tới thời điểm này là 28 địa phương ven biển đều có lực lượng kiểm ngư, nên nó không giống như cái báo cáo của vấn đề hồi sáng báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội như thế. Và đến thời điểm này thì các địa phương cũng đã tham gia vào cuộc rất là nhiều. Chúng ta có hai một cái thể chế mà đã ban hành gần đây, một là cái đảng văn của ban bí thư và cái nghị quyết của hội đồng thẩm phán về vấn đề xử hình sự hóa những trường hợp vi phạm mà liên quan tới IUU. Thì bắt đầu tháng 8 này là chúng ta cũng đã triển khai theo cái nghị quyết của hội đồng thẩm phán. Và tôi cũng biết được trong thời gian gần đây thì các địa phương đã tích cực vào cuộc rất là nhiều. Tuy nhiên nó còn mấy nhiều vấn đề sau đây. Một là chúng ta cũng đã chuẩn bị tiếp cái đoàn thanh tra EU. Thật ra thì chúng ta cũng, nếu mà dùng từ vận động thì nó cũng không hẳn là chính xác lắm, mà chính chúng ta phải chứng minh được một điều để cái sự cải thiện những cái trường hợp mà kết luận của các đoàn thanh tra đưa ra. Đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Thứ hai nữa thì chúng ta cũng phải tiếp tục phối hợp với các cái bộ ngành, Bộ Ngoại giao rồi và những cái Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
để mà cùng vào cuộc trong một cái tháng gọi là tháng cao điểm để chuẩn bị tiếp đoàn EU. Và chúng tôi cũng cảm ơn các cái bộ ngành thời gian vừa qua cũng là cực lực phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Nhưng mà nó có một điều khó nhất là chúng ta có 28 tỉnh ven biển, một cái cấu trúc của ngành thủy sản chúng ta nó hơi rời rạc như tôi đã báo cáo. Nếu mà trong nông nghiệp mà nó manh mún nhỏ lẻ tự phát như thế nào thì trong ngành ngư nghiệp nó manh mún nhỏ lẻ tự phát còn hơn thế đó. Hơn 500-600 ngàn ngư dân ở trên biển hàng ngày khai thác, hầu như rất ít có một cái tổ chức nào mà để mà tập thể, chỉ là từ từng chủ tàu, từng thuyền trưởng, từng ông đầu nậu, từng doanh nghiệp đi riêng với nhau. Do đó cái cấu trúc ngành hàng nếu chúng ta không làm liền lạc lại thì chúng ta sẽ rất là khó. Do đó đây là một trong những vấn đề tôi đề nghị 28 tỉnh ven biển. Chúng ta đã có những cái thiết chế rồi, chứ không phải không có, nhưng mà chúng ta chưa quan tâm nhiều hơn thôi. Thí dụ một trong những thiết chế rất là hay là thiết chế cộng đồng đồng quản lý nguồn lợi thủy sản. Điều này, thiết chế này không phải là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nghĩ ra, mà đó là nằm trong luật thủy sản. Nghĩa là chúng ta không tuyệt đối quá cái quyền lực nhà nước trong quản lý một nguồn lực thủy sản. Những hoạt động thủy sản nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Chúng ta đã quy định từng cái mắt lưới để mà cho ngư dân đánh bắt để mà bảo vệ những con cá lớn. Nhưng mà cũng không ai quản lý được. Thành ra cái thiết chế cộng đồng quản lý vừa rồi các địa phương đã áp dụng rất là thành công, như là Hòn Yến hay ở Phú Yên, hay là Hà Tĩnh, hay là Quảng Nam, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng, và điều cuối cùng là vừa qua Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đi chứng kiến cái trung tâm giám sát nghề cá để chúng ta quản lý một cái hành trình trên cái phương tiện công nghệ số như thế nào. Như vậy thì trong tuần tới, tuần sau chúng tôi sẽ lấy Hòn Rớ là một cái điểm đầu tiên, sẽ lắp đặt cái màn hình ở ngoài trời, ở ngoài cảng cá để mọi cái xuất nhập bến ở trong phòng đều được kiểm soát ở bên ngoài. Mọi hành vi từ lúc mà thuyền trưởng xuất bến thì mỗi cái chiếc tàu đều có chủ tàu, thuyền trưởng và danh sách thuyền viên, danh sách từng người, hình ảnh kèm theo. Và bắt đầu lộ trình hải trình mà xuất bến thì bắt đầu nó đã được định vị trên mạng lưới vệ tinh để giải quyết những vấn đề trong thời gian qua, như ngắt kết nối hay là dồn những cái thiết bị giám sát lên vào một tàu. Như trong thời gian vừa qua mà chúng ta đã xử lý những vi phạm, tôi nghĩ rằng cái sự minh bạch ở trong các cái cảng cá, có sự tham gia của các thiết chế đồng quản lý cũng như là các lực lượng biên phòng rồi công an để mà hỗ trợ cho cái lực lượng cảng cá vốn rất là thiếu người. Và cái điểm cuối cùng thì tôi muốn nhân nói về biển, thì tôi muốn nói rằng chúng ta nói làm nghề cá nhưng mà chưa bao giờ chúng ta ứng xử với những người ngư dân khai thác như là một người làm nghề. Chúng tôi có thống kê cái nhân lực cho cái ngành ngư nghiệp rất là trên khoảng 60% là tốt nghiệp cấp 1. Và có đặc biệt có những người không biết chữ. Chúng ta hiểu được một cái cấu trúc của nghề cá để đi hướng đến hiện đại mà cái nền nhân lực khai thác là như vậy. Do đó chúng tôi cũng mong muốn rằng Bộ Giáo dục Đào tạo có thể cùng với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chúng ta cũng không cần những ông cần tiến sĩ hay cần những cái học hàm học vị cao, nhưng mà những người khai thác người ta biết được cái kỹ năng, những cái kiến thức để mà làm sao chúng ta khai thác ít hơn nhưng mà được hiệu quả nhiều hơn. Xin cảm ơn Quốc hội. Vâng, xin cảm ơn Bộ trưởng. Câu trả lời vừa rồi là của đại biểu Trần Thị Nhị Hà, và Bộ trưởng cũng trả lời là tương đối chi tiết.